Giờ này tụi nó đang tập đó. Xong tập thể thao, ngồi ăn không? Tập rồi, anh Tư nhìn thấy không mà em mướn chưa ngồi. Nhảy lại mệt quá trời luôn, tập xong cái ngồi nghỉ đó. Đúng rồi anh Tư, em thấy không, trời đầu em là chèm nhẹp đúng rồi. Em mồ hôi em mập mỏ ác không ha. Bạn tập chung giao lưu đồ dạ. Nghỉ vui vui mình nó nâng cao dạ. Nó tốt hơn dạ. Thôi anh dạ anh để anh à. Chưa? Dạ rồi, cái máy nó bị lỏng á, nên lấy rút vô để cái máy nó cứng nè, tập nó hiệu quả. Ráng tập.
Dạ vui lắm chứ đưa. Hồi nãy em nói em sợ con chuột bự mà. Sao giờ em ngồi kế chuột bự hả? Không, bự mà nó hiền lắm đó anh Tư, không cắn em. Chuột này hiền lắm hả? Dạ hiền lắm nè anh Tư coi nè. Dễ thương lắm anh Tư. Dễ thương lắm luôn á, nãy em hỏi rồi này, chuột Trưởng Thành nó đẻ đẻ à? Ờ, bởi vì đừng có giỡn viên chuột. À dạ. Ờ, mình chọt nó sao nó chọt lại mình như vậy. Dạ, 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 dạ. Các em tập rồi hả? Dạ. Anh Tư mới đi có mời một phút mà sao về tụi em tập lẹ quá. Tụi em tập nãy giờ luôn rồi á, anh Tư. Tập thì có mệt, tắm không có mệt chứ mệt á, anh Tư. Chắc có lẽ anh Tư đánh giá thấp tụi em. Dạ. Anh Tư Tư hay mà không hay là tụi em. Chắc anh Tư đánh giá thấp tụi em quá. Dạ, đúng rồi. Bây giờ anh Tư phải thay đổi suy nghĩ rồi. Dạ. Bây giờ anh Tư giữ phép lịch sự. Dạ. Anh Tư ra ngoài, anh Tư chờ tụi em. Anh Tư cho tụi em mấy phút giao lưu với bè bạn. Dạ, được. Nhớ là đi tập bao nhiêu thì về bấy nhiêu. Đừng có về dư tội nghiệp anh Tư ha. Dạ. Phòng tập này sao huấn luyện viên nhiệt tình quá vậy ta? Nó làm bất ngờ không nè. Nó tập dỗ dữ vậy ta. Sao lạc quá vậy? Bữa sau mua hỏi người ta có mận ngọt không thì mua nha. Phường biết bao nhiêu người, sao tự nhiên Tư Hăng mà em làm giám khảo vậy? Thì ai biết đâu. Ta muốn mời ai người ta mời. Sao tự nhiên bữa nay hỏi vậy? Thì tôi thuận miệng nên nói vậy thôi mà. Mà nghĩ cũng lạ. Tự nhiên họ mời em làm giám khảo. Không lẽ họ muốn mình ủng hộ tiền bạc gì phải không? Thì ủng hộ tiền bạc cũng đâu có sao. Cũng có lợi cho mình mà. Mà lợi cái gì? Công ty của mình được quảng bá, nhiều người biết tới công ty mình. Bình thường đâu quan tâm tới mấy chuyện này đâu. Sao tự nhiên bữa nay quan tâm vậy? Thì tôi thấy ông làm giám khảo coi bộ sướng dữ nghiêng, tha hồ mà ngắm nghía. Nói gì vậy? Tôi là giám khảo. Tôi là người cầm cân nảy mực. Tôi là người mà làm việc rất nghiêm túc. Sao mà có thể ghen bậy ghen bạ vậy được? Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tôi có ghen gì đâu. Tôi biết mận. Nhưng mà tôi nghe không có thuận lỗ tai. Xe 45 chỗ đưa các em đi tập thể thao và đón các em về. Đi bể bánh ba lần. Cái có gì đâu ta. Hôm nay anh Tư nhìn tụi em. Dạ. Anh thấy lạ. Nhưng mà anh thấy hình như nó là lạ là lạ sao vậy chú ơi? Tại vì nhiều khi người ta đi tập thể thao là cơ thể nó phải săn chắc lại. Đằng này anh thấy hình như nó em nhớ là anh Tư. Hôm qua em có quay kia kìa, em kinh thử. Anh Tư biết gì không? Hả? Em lên được 2,5 kg rồi. Anh ơi, em lên được 1,5 kg cơ mà. Mà đi tập thể thao lên ký. Dạ. Tôi đi theo với em không? Tôi cũng 4 kg. Không, em thấy tập thể thao rất là tốt luôn á, tốt cho sức khỏe nè. Tại vì mình tập cái mình cái người mình khỏe, mình cần năng lượng đúng không? Cái mình tập mệt về cái mình làm gì mình bị đói. Bị đói cái mình làm gì? Mình đi tiết năng lượng vô. Dạ, tối nào tập xong á tụi em
em kéo nhau đi ăn hết trơn á. Đi ăn lẩu nè, bánh mì nè, hủ tiếu, bánh canh nè. Mình ăn mặn xong rồi bác. Ngọt đó chú. Ăn cái miệng ăn kem nè, uống trà sữa rồi. Sao cái thời gian tập nó dài quá mà uống trà sữa ăn kem rồi nó cũng ngán đi, đi uống sữa tố trời. Các em là quá khôi, là người mẫu của phường ánh sao này mà tối ngày ăn không. Các em tập thể thao để cơ thể săn chắc, chứ không phải đi tập thể hình mà ăn cho cố vô. Hả? Dạ anh. Ai cũng lên ký hết. Tôi đi theo mấy người, tôi lo mấy người mà tôi tụt 4 ký. Trong khi mấy người ai cũng lên ký hết. Với một lần nữa tôi dặn mấy người, mình ở đây là cái gì? Là một cái tổ chức. Ăn nói với tôi không được xưng chú cháu, mà phải xưng là anh em. Anh em nó dễ hòa đồng, nó dễ làm việc. Coi như kế hoạch tập thể thao mà ban tổ chức đưa ra tới hôm nay coi như phá sản. Tôi sẽ tham gia các em buổi lễ.